Hello, xin chào các bạn. Hôm nay các bạn khỏe không? Hôm nay các em đi ăn hủ tiếu mì Triều Châu với mì xào tôm. Cái tiệm này nó nằm ở trong cái khu ở North San Jose nha các bạn. Cái tiệm này thì nó cũng mới mở chắc cũng được gần một năm đó các bạn. Cái tiệm nó tên là New Tùng Ki Noodle nha các bạn. Đó, cái đó là cái tiệm của nó đó. Cái tiệm này họ cũng có nhiều mấy cái chi nhánh khác đó các bạn. Cũng có thêm mấy cái tiệm ở mấy thành phố khác rồi đó. Cái tiệm này thì người ta mở cũng lâu lắm rồi. Cũng mấy chục năm rồi đó các bạn. Đang bây giờ các em đang đứng trước cửa cái tiệm đó đó. Vòng vòng cái khu này nó cũng có nhiều mấy cái nhà hàng khác đó. Nhưng mà hôm nay thì các em vô cái tiệm này ăn nhà hàng này rồi chia sẻ cho các bạn coi luôn. Đó, bây giờ mình đang ở trong cái tiệm đây. Vô hôm nay thì cũng không có đông đó. Thì mình có được cái bàn liền đó. Cái này là cái menu của họ nha các bạn. Đó, nãy em có nói đó, họ có nhiều mấy cái tiệm trên mấy cái thành phố khác đó. Cũng có mấy cái chi nhánh khác đó các bạn. Ở đây họ bán hủ tiếu mì, hủ tiếu Triều Châu. Họ cũng bán nhiều mấy cái loại bún khác rồi dưới súp. Với mấy cái mì xào, cơm, bánh bột chiên. Họ cũng có mấy cái loại đồ ăn Thái nữa. Với mấy cái dĩa rau cải rồi đây. Với cái súp rồi nữa các bạn. Rồi bên đây thì họ bán mấy cái nước rồi để uống đó. Cà phê, trà sữa, nước chanh, sinh tố cũng có đầy đủ nha các bạn. Rồi họ mới bưng ra cái tô kêu bằng là hủ tiếu mì Triều Châu nha các bạn. Ăn cái này phải có mấy cái nước tương phở với nước tương ớt đó. Để chấm mấy cục thịt đó các bạn. Với có mấy mấy miếng chanh nữa cho nó ngon. Với có tiết tép mỡ nha các bạn. Kêu thêm mấy miếng một dĩa nhỏ tép mỡ ăn bỏ vô mì cho nó ngon. Đó, bây giờ họ mới đem ra cái phần thứ nhì đây. Cái phần này là nó kêu bằng là mì xào tôm nha các bạn. Hôm nay mình order 2 phần. Cái này ăn bỏ mấy chai ớt ngâm trong cái giấm nè mới ngon nha các bạn, chua chua cay cay mới ngon. Nhìn cái tô này hấp dẫn quá các bạn. Đang đói bụng nữa chứ. Thèm quá. Cái tô này là nó là, nãy em nói là hủ tiếu mì Triều Châu nha các bạn. Nó có hai loại bún nha. Một là mì với một là cái hủ tiếu đó.
ăn như vậy thì nó đỡ ngán mà nó ngon nữa. Rồi cái dĩa này là nó kêu bằng là mì xào tôm nha các bạn. Chẳng lẽ là nó kêu bằng là mì xào tập cẩm, nhưng mà mình chỉ kêu tôm thôi, để cho họ không có bỏ mấy cái khác. Họ chỉ bỏ mì với tôm với mấy cái rau cải vậy thôi. Ok các bạn, thôi bây giờ chuẩn bị ăn đây, bỏ mấy miếng tép mỡ này vô ăn mì, hủ tiếu mì Chiều Châu để ăn cho nó béo cho nó ngon nè các bạn. Nãy giờ em nói là bây giờ đói bụng quá, thôi giờ chuẩn bị ăn nhé các bạn, coi tiếp nha. Thank you.
mới ăn xong nha các bạn, ngon quá. Ok các bạn nhớ ủng hộ cái channel của mình nha. Ở dưới nó có cái nút đỏ subscribe đó, các bạn nhớ bấm cái nút subscribe, rồi kế bên nó cũng có cái chuông luôn. Mỗi lần mà mình upload cái video nào mới đó thì họ báo cho các bạn biết, ok. Cảm ơn các bạn đã xem cái video này hôm nay. Có gì mình gặp sau nhé. Bye bye.